Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 1 tháng 10, anh Trần Thanh Xuân, sinh năm 1980, ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thức dậy thì phát hiện chiếc ô tô con hiệu Lifan sơn màu đen mang biển kiểm soát 56N2371 đậu phía trước phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt nha khoa Sài Gòn ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành đã bị kẻ gian lấy mất. Nhận được tin báo, công an huyện Châu Thành kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp công an xã Tân Lý Tây tiến hành lấy lời khai bị hại để điều tra truy bắt đối tượng. Qua quá trình trích xuất camera an ninh tại phòng nha khoa Sài Gòn, thì vào khoảng 3 giờ 10 phút ngày 1 tháng 10, một đối tượng nam mang khẩu trang che mặt, trên người mặc quần ngắn, mặc áo trắng ngắn tay, đi bộ từ ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, băng qua quốc lộ 1A, rồi đi thẳng đến nơi đậu xe của anh Xuân. Tiếp đó, đối tượng này mở cửa xe, rồi leo lên đóng cửa trong một khoảng thời gian ngắn. Vài phút sau đó, đối tượng này lùi xe ra ngoài quốc lộ 1A, rồi điều khiển xe đi nhanh về hướng miền Tây. Được biết, gia đình anh Trần Thanh Xuân về Tiền Giang thuê nhà để mở phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt nha khoa Sài Gòn. Chiếc xe bị mất trộm đã được gia đình mua từ nhiều năm trước với giá $20,000.